Bước sang phần số 3. Ở phần 3 này chúng ta sẽ tiến hành móc hai cái hông hai bên. Thì vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong cái phần móc canvas, xong cái phần thân chính rồi nhé. Thì cái này các bạn tạm dừng để sang một bên, thì chúng ta tí nữa sẽ lắp ráp các phụ kiện. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình cái hông. Hông ở đây mình đã móc trước một bên đây rồi, các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ móc sò nghiêng, số 3 nghiêng. Nó sẽ gây được kín cái họa tiết và không phải khâu lót hai lần. Thứ hai nữa là cái móc mũi kép nó nhanh. Và phần này chúng ta không nẹp canvas là chúng ta sẽ khâu lót bằng vải da. Đầu tiên các bạn gây cho mình 25 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mũi. Như vậy mình đã gây được 25 mũi. Các bạn lấy tay này, móc về, đếm này, đây là 25 nhé. 1, 2, 3, móc về chân số 4 này. 1 mũi móc kép này. 2 mũi này. 3 này. Được 3 mũi móc kép, các bạn sẽ phải cách 1, cách 2, móc vào chân thứ 3 này 1 mũi móc đơn. Tiếp theo, lên cao 1 xích này, 2 xích thôi. Không được lên cao 3 xích bởi vì cái lỗ nó sẽ bị rỗng ra. Sau đó các bạn móc vào chân bên cạnh này này, bên cạnh này nhá. 3 mũi móc kép. 1 2 3. Cách 1, cách 2, móc vào chân thứ 3 1 mũi móc móc đơn. Các bạn chú ý là móc cho bé cũng y hệt như thế này. Có nghĩa móc chúng ta chỉ đổi sợi nhỏ đi thôi. Tiếp tục nâng cao 1 xích, 2 xích, móc sang chân bên cạnh này 2 mũi, 3 mũi móc kép. 1 này, 2, 3. Cách 1, cách 2, 1, 2, móc vào chân thứ 3, 1 mũi móc đơn. 1, 2 xích, móc vào chân bên cạnh này, 3 mũi móc kép. 1, 2, 3. Đủ 3 mũi móc kép, các bạn cách 2 chân như vậy, móc vào chân thứ 3. Tiếp theo, 1, 2, móc vào chân bên cạnh. 1, 2, 3 mũi móc kép. Cách 1, cách 2, móc vào chân thứ 3 này 1 mũi móc đơn. Như vậy chúng ta sẽ có 5 con sò. Các bạn nhìn thấy sò nghiêng 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây mình cũng đã móc rồi. Các bạn cùng nhìn 1, 2, 3, 4 và 5. Kết thúc. Cái điểm thừa này các bạn cứ để nó đó. Sau chúng ta sẽ viền. Nên cao 1 xích, 2 xích các bạn đặt trở lại như thế này. Móc tại cái chân bên cạnh này này. Đây cái chân này này. 3 mũi. 1 2 3 mũi móc kép. Các bạn móc vào đỉnh của cái mũi cuối cùng này này. Đếm này. 1, 2, 3. Đỉnh số 3 này. Bằng 1 mũi móc đơn. Sau đó lên cao 1 xích, 2 xích. Móc vào cái khe rỗng này này. 3 mũi móc kép. 1 2 3. Sau đó lại móc vào đỉnh, đếm 1 2 3 đỉnh số 3 này 1 mũi móc đơn. 1 2 kép, 2 xích, móc vào ô rỗng này 3 mũi móc kép. 1 2 3. Sau đó lại móc vào đỉnh số 3 này, cứ như vậy cho đến hết hàng, thì đó là cách móc của cái mặt cái hàng số 2. Và tất cả các hàng đều móc tương tự như vậy mà chúng ta lật đi lật lại. Trong móc mũ mình gọi đó là vành lật, còn ở cái phần mà móc móc túi này chúng ta gọi là sò ba nghiêng. Đi đến điểm cuối này thì các bạn nhìn thấy đếm 1 2 3, chúng ta vẫn móc vào đỉnh số 3 này bằng một mũi móc đơn. Cứ khi kết thúc hàng các bạn chú ý là móc vào vẫn đỉnh số 3 này nhá. 3 mũi thứ 3
chân thứ ba kép này để chúng ta kết thúc này. Kết thúc bao giờ cũng có một xích, hai xích, các bạn đảo trở lại và lại móc tương tự vào cái chân đầu tiên này này. Đấy. Một, hai, ba. Sau đó móc vào đỉnh này, số cuối cùng này, một mũi móc đơn, một, hai xích và vẫn móc tương tự và khe rỗng này là ba mũi móc kép. Thì đó gọi là cách móc của tất cả các hàng sò ba nghiêng. Đấy, móc vào đỉnh này. Như vậy mình vừa hướng dẫn cho các bạn móc cái phần hông. Thì ở đây các bạn móc cho mình như sau. Mình móc này 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 hàng. Tổng chúng ta có 13 hàng. Thì ở đây chúng ta đang móc ở hàng số 3 rồi, còn 10 hàng nữa. Khi mà nhìn mà nó phần đảo ra thì các bạn cùng nhìn thấy này, có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái nhô lên này, cái hàng nhô lên. Nẻ một hàng là 13. Thì các bạn móc cho mình 13 hàng, sau đó hẹn gặp lại các bạn ở cái phần mình bo viền xung quanh này nhé. Ở đây mình đã móc xong hàng số 13, các bạn cùng nhìn sản phẩm của chúng ta rất là kín phẳng. Và từ đây chúng ta sẽ móc như sau. Chúng ta viền nhé. Lên cao 1 xích này, 2 xích này. Móc vào cái chân kế bên cạnh này, một mũi nửa kép này. Móc vào đỉnh đầu của thứ 3 này, một mũi móc đơn này. Móc vào cái rỗng này, một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào rỗng cái chỗ khe dưới cùng này này. Các bạn móc vào một mũi nửa kép này. Hai mũi nửa kép này. Bên cạnh một mũi móc đơn này. Bên cạnh tiếp một mũi móc đơn. Cái ô rỗng này các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo một mũi nửa kép. Mục đích là để cho nó san phẳng, bằng phẳng ở cái điểm mặt bên này. Một mũi nửa kép này. Thứ tự mỗi chân một mũi móc đơn. Cái rỗng này 1 này, dưới này, mũi nửa kép, mũi móc đơn. Đấy, các mũi móc tương tự như vậy, chúng ta chỉ có một mặt bên này là chúng ta phải móc tạo cái mặt phẳng cho nó. Đi đến điểm cuối này này, các bạn móc cho mình một mũi này, hai mũi và cùng một chân để chúng ta quay vòng về cái phần mặt bên kia. Các bạn nhìn thấy sản phẩm chúng ta đã thẳng rồi. Rồi chúng ta sẽ viền ra bên đây. Thứ tự mỗi chân một mũi móc đơn thì các bạn xác định khoảng cách của mũi móc đơn sao cho đều nhau là được. Mục đích để chúng ta viền xung quanh cho sản phẩm được thẳng và lấy cái điểm hàng mũi móc đơn này để bám cái mũi mép ngoài này chúng ta ráp sản phẩm. Vì vậy bắt buộc chúng ta phải viền xung quanh. Thì các bạn viền cho mình thứ tự mỗi chân một mũi móc đơn, nựa các cái khoảng cách sao cho nó đều nhau của mũi móc đơn là được. Sau đó cái điểm góc các bạn cho mình hai mũi vào cùng một chân. Đến điểm góc hai mũi vào một chân và thứ tự mỗi chân một mũi móc đơn đến điểm cuối cùng này nhé. Để chúng ta kết thúc cái phần viền tấm hông của một tấm hông nhé. Đi đến điểm cuối cùng này thì chúng ta sẽ rút cái sợi này ra, cắt sợi. Và các bạn hoàn thiện nốt cho mình cái phần móc một cái tấm hông bên cạnh y hệt như vậy nhé. Ở đây mình vừa hoàn thiện xong một tấm. Đây, tấm bên này mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Và mình khâu lót ra đây rồi. Cái phần khâu lót và các cái phần chi tiết khác thì mình các bạn chú ý lắng nghe mình giới thiệu thôi, bởi vì cái này các bạn đã từng làm túi rất là nhiều rồi. Hoặc là cái phần khâu này thì các bạn cũng có thể nắm rõ được. Thứ nhất là chúng ta sẽ khâu tay hoặc các bạn ra hiệu may, may nó vào. Một số bạn không có lót da, chúng ta dùng lót vải. Và đối với các em bé các bạn cũng làm cho mình y hệt như vậy. Khi đến điểm góc này này thì nó có các cái góc có thừa của các cái da vải hoặc da, các bạn cắt bo phát vào đi cho nó gọn. Nhớ là cắt sát vào nhé. Đấy, như vậy đó là cách khâu. Thì hai bên các bạn khâu cho mình trước như vậy. Đó. Rồi chúng ta sẽ quay ra cái tấm chính như sau. Tấm chính nó sẽ thành định hình như thế này.
chúng ta sẽ gập cái phần phần chúng ta vừa làm xong ở đây. Phải định hình dáng túi trước và chúng ta lắp phụ kiện. Ở cái phần này chúng ta cần chuẩn bị phụ kiện như sau. Các bạn chuẩn bị khóa sập. Ở bài này không sử dụng khóa xoay. Một là hít 100, hai là sử dụng các khóa sập. Tùy các bạn muốn lắp loại khóa nào mà các bạn yêu thích đều được. Mình sẽ dùng loại support bấm như thế này. Bóp ra rất là dễ dùng. Chân đế này. Quai, ở đây mình sẽ sử dụng quai. Quai sắt này kèm mặt D, bàn UD này. Và cái phần có nghĩa là phần nếu các bạn muốn đeo chéo, các bạn có dây da hoặc là dây xích thì cái này phụ sau. Ở đây chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu như vậy. Một cái tua vít này, một cái kim khâu khâu sợi nhé, để chúng ta ráp. Và nhớ là phải có vải da để vải lót túi bên trong nữa. Ở đây mình sử dụng vải da. Chúng ta sẽ chi tiết từng phần như sau. Định hình, quan trọng nhất là cái phần định hình túi này. Các bạn nhìn thấy cái phần rẻ quạt của chúng ta quay xuống như thế này thì chúng ta nhìn thấy cái hạt đậu để mà nó trũ xuống cái miệng này rất là xinh. Các bạn gập vào như sau. Đây nhá. Nhớ này, cái rẻ quạt đầu tiên đây nó sẽ nằm như thế này. Nó không... Đây này. Túi của chúng ta sẽ nằm như thế này. Thì cái phần mà có nghĩa nắp nó sẽ thành hình nửng, nó không được xuống tận dưới như thế này mà nó lại nằm ở đây. Thì cái phần khe đây, chúng ta phải tạo được cái chỗ phần mặt phẳng này để chúng ta lắp cái khóa thì nó không va vào cái hạt đậu, nó sẽ dễ đóng hơn. Thứ nhất là cái khóa sập, các loại khóa sập đều lắp giống nhau, nó một cái cắm thì xuyên xuống bên dưới, một cái thì ngậm ở miệng này. Thì các bạn định hình. Đây, cái khóa bóp bấm này nó có 4 cái phần ốc thì các bạn tháo hết ốc ra. Thì chúng ta nắp nó giữa cái cụm đây này. Các bạn nhìn thấy 1, 2, 3 rẻ quạt. Nếu như các bạn móc nhiều rẻ quạt hơn, có nghĩa size to thì tăng thêm 1 rẻ, thì các bạn cũng phải xác định ở giữa. Thì chúng ta đặt vào. Như đây chúng ta phải đẩy hẳn ra. Đấy, để cái phần sập của chúng ta nằm ở đây. Cái phần thân chính nằm như thế này. Còn cái phần sau đó các bạn sẽ bắt ốc ở bên trong. Bắt ốc nhé, bắt ốc bốn góc bên trong. Bắt xong rồi thì các bạn lấy cái phần đây, phần mặt của nó nhét sâu vào trong, nhét sâu vào trong, sau đó các bạn bắt ốc vào khe bên này. Như cái này mình hướng dẫn các bước, sau đó các bạn sẽ thực hiện chi tiết. Thì đó là cái phần lắp khóa. Lắp khóa xong, sau đó các bạn xác định chân đế. Chân đế thì nó sẽ nằm như thế này. Các bạn lắp chân đế cũng được, không cũng được. Đây, cái phần giữa này này, rẻ quạt chúng ta không lắp vào bởi vì cái chân đế nó sẽ va vào. Các bạn xác định này, đây, 4 cái chân đế chúng ta nằm đây. 1 này, 2 này, 3, 4. Phần giữa này là nó sẽ bị chạm vào. Thì các bạn đặt cái phần chân đế này vào đây. 4 góc, các bạn bắt ốc bên trái ra ngậm vào chắc 4 góc nhé, nhớ là 4 góc. Sau đó bắt xong, nhớ xác định đây là 4 cái góc của chân đế. Các bạn vẫn cứ phải nắp vào để cho túi nó có đủ các phụ kiện nó mới đẹp được. Đó là cái phần nắp chân đế nhé. Sau tiếp theo cái phần quai như thế này. Quai thì các bạn sẽ phải gắn cái u bàn u này vào, bàn u mặt này vào cái tròn, nội tròn này của túi nhá. Nắp xong sau đó chúng ta mới bắt đầu ướm này. Như túi của chúng ta vừa rồi là cái sập của chúng ta sẽ nằm ở vị trí này rồi, nó là chính giữa. Đây các bạn cùng nhìn này. Thì cái rẻ quạt hoa của chúng ta đây, đếm này, 1, 2, 3. Đây nhá, 1, 2, 3. Nó sẽ nằm ở đây. Đấy các bạn nhìn thấy. Nó sẽ nằm ở giữa cái nhụy này này. Này. Thì các bạn chỉ cần ướm vào này. Ướm này. Ướm bàn u vào. Có nghĩa các bạn ướm sao cho nó ra đúng cái dáng túi là được. Không nhất thiết phải theo của mình. Nhưng ở đây của mình nó sẽ rơi vào giữa cái nhụy này. Đây các bạn ướm thẳng đây. Có thể nó sẽ ra một chút. Đấy. Sau đó các bạn sẽ xiên thẳng xuống này. Và nắp cái
cái ghim giữ này bên trong, giữ bên trong này để nó sẽ giữ chặt được cái phần quai của chúng ta. Thì đó gọi là cách lắp của cái phần quai túi này nhá. Xích thì sau này chúng ta chỉ việc bám cái cua vào cái mặt D này này là xong. Đấy. Chúng ta lắp xong hết phụ kiện rồi thì chúng ta sẽ bước vào cái phần khâu vải lót. Vải lót thì các bạn nếu như muốn cái khâu cái túi nhỏ bên trong ấy thì các bạn sẽ làm cho mình như sau. Đầu tiên này các bạn sẽ phải ướm cái vải lót của chúng ta sao cho nó phải chạm mép ngoài phần móc của chúng ta để nó che kín cái phần canvas. Đấy, thừa thì các bạn phải cắt đi, ướm vào. Ở đây chúng ta sẽ rơi vào kích thước 19cm nhé, bề rộng ạ. Sau đó khi mà chúng ta nắp cái túi này nó vào như thế này, mở túi ra thì nó sẽ có cái túi bên trong. Thì các bạn sẽ đặt cái tấm này này, khâu nó sẽ bị hụt đi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu này. Nó sẽ miệng chúng ta sẽ thấp hơn một phân để chúng ta lấy đồ bên trong. 1 đến 1,5, chúng ta cho 1,5. Đây. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách khâu như sau. Các bạn đặt giữa này này, tấm đây này. Nó chờ hai bên mỗi bên tầm 0,5 cm. Các bạn dùng kim chỉ khâu, chúng ta sẽ khâu chỉ bình thường, hoặc các bạn có chỉ nào dai đẹp hơn thì các bạn sử dụng nhé. Thì cái phần này này này, khâu chúng ta sẽ phải khâu cái túi con này trước khi chúng ta ráp nó, khâu cái tấm thân lót chính này vào túi. Các bạn phải chú ý để chúng ta lắp các phụ kiện cho chính xác để chúng ta khâu lót. Phải lắp thật chính xác thì chúng ta mới khâu lót xong. Không tránh tình trạng sau này khâu xong, lắp xong hết phụ kiện, ráp xong túi rồi lại bị có nghĩa bị lệch thì các bạn lại phải tháo ra, rất là vất. Nên các bạn phải ướm chuẩn vào. Đây nhá, thấp hơn này. Từ đây các bạn sẽ khâu cho mình. Điểm đầu phải chết đi chết lại nhiều lần. Các bạn có thể ra thợ may, họ may cho các bạn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ở đây mình không có máy may, mình toàn bộ là khâu 100% bằng tay. Các bạn khâu mũi khâu nó thật đẹp vào, đều khoảng cách. Vải này nó rất là mềm, dễ khâu. Đây, điểm đầu điểm cuối các bạn chết điểm đi nhé. Cái miệng này chúng ta phải để ra để chúng ta lấy đồ. Xin lỗi các bạn, chúng ở đây mình đã bị khâu nhầm rồi. Khâu nhầm chúng ta sẽ bắt đầu vào điểm bên này. Như vậy phải cắt đi. Đấy, chết điểm này rồi thì kệ nó, tí nữa xong chúng ta sẽ cắt sau. Các bạn cứ khâu như thế cho mình, đừng cắt đi nhé, để cho nó giữ mép bên này đi. Tiếp theo bên này này. Nhớ là so phải thật chuẩn. Mũi khâu đều để cho sản phẩm chúng ta được đẹp. Nếu bạn nào làm hàng thì làm cho khách hàng cảm nhận được là chúng ta tỉ mỉ từng mũi móc đến đường khâu. Họ sẽ rất quý giá cái điều này. Bởi vậy các bạn sẽ phải chú ý cái phần này nhé. Các bạn khâu thật đều cho mình nhé. Xiên kim lên này. Khâu xuống này. Như vậy đó là cái cách khâu vải lót. Các bạn khâu đến đây này, chéo sang bên đây này, nên đến điểm này. Và chúng ta sẽ kết thúc cái phần tấm lót ra này nhé. Sau này chúng ta sẽ để đồ bên này. Cái này nó sẽ đựng được điện thoại. Vừa điện thoại iPhone 6 Bluetooth, iPhone 7 Bluetooth. Ở đây các bạn nhìn thấy, sẽ vừa được điện thoại iPhone 7 Bluetooth. Như vậy các bạn hoàn thiện xong cho mình cái phần khâu này nhá, đến điểm cuối. Như vậy đến điểm cuối này mình đã xong được cái phần khâu cái túi bên trong này. Thì các bạn lấy kéo để cắt các cái chỉ thừa đi. Và các cái đầu nút chúng ta đã tạo này này. Đây các bạn nhìn thấy. Nếu như các bạn nào mà muốn cái túi của các bạn ấy, nó có nghĩa là nó có thêm các cái túi, thì các bạn nhìn thấy nhá, khi chúng ta mở túi đựng đồ này, túi này,
Đây, thì các bạn xác định cái lưng túi và móc tạo thêm hai cái ô nữa, ô nhỏ, chia dày các bạn đựng các cái thỏi son và các cái dụng cụ khác. Thì cái đó là các bạn sẽ phải chia trước, chia các cái ô ngăn các bạn muốn hoặc là mở khóa kéo. Thì cái đó là các bạn có thể tự các bạn thiết kế ra được. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn một chiếc túi để chúng ta đựng điện thoại hoặc đựng tiền thôi. Đây các bạn nhìn thấy. Và sau này chúng ta sau khi xong thì các bạn sẽ đặt vào túi thì chúng ta che hết các cái phần phụ kiện đi. Đồ nó sẽ lấy đồ như thế này bên trong. Sau đó các bạn sẽ khâu cho mình là như là chúng ta vừa khâu cái phần khâu túi con này này. Các bạn đặt sát mép như thế này, che hết cái phần gân gáp vát đi. Ví dụ như các cái chỗ thừa góc này này các bạn này kéo cắt nó đi. Cắt nó đi. Đấy, để cho nó vừa góc. Các bạn đặt sát mép, sau đó chúng ta khâu, khâu nhớ là cái mũi khâu chúng ta phải thật đều và đẹp vào, thể hiện là chiếc túi chúng ta có giá trị. Đấy. Thì các bạn sẽ khâu nhớ điểm đầu, khâu đi khâu lại cho chắc này, khâu xung quanh này, bốn bề các mặt. Đấy, thì đó gọi là cách khâu cái phần vải lót túi. Đấy. Sau đó các bạn xong hết cái phần hông để chúng ta bước sang phần 4, hướng dẫn cho các bạn là ráp túi và hoàn thành kết thúc cái phần túi này nhá. Thì mình kết thúc phần 3 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần số 4.